Con bây giờ đang sốt, mẹ nó không có tiền để đưa nó đi viện nên ở nhà mỗi cái việc chăm con này có làm được, đủ ăn hại thật sự. Tốt vừa phải thôi, không khéo lại trở thành cái máy ATM của những kẻ mang danh họ hàng này. Giả mồm này, ngày váy này, váy. Đối với tôi ấy, cô chỉ là một con ô xin ấy, thấp kém thôi nghe chưa? Con nói thật đi, có phải thằng Kiên nó đánh con không? Cô ra hải đến công ty tôi làm gì đấy hả? Cô nhìn lại cô xem, ăn mặc nhè khắc gì, cô định bôi gió chắc chở mặt tôi đấy à? Không phải đâu, tại em gọi cho anh nhưng anh không nghe nên em mới. À thì bây giờ là cô đang đổ tội lên đầu tôi đúng không? Hôm nay từ đâu bắt đầu phải bé bỏng nữa đâu mà động tí là gọi đấy hả? Bây giờ tôi là chồng cô, tôi là bố cô đây. Không phải, con bây giờ đang sốt, mẹ nó không có tiền để đưa nó đi viện nên. Ui. Nhưng mà con nó sốt, em... Ôi dồi ôi, trẻ con bây giờ đứa nào mà chả sốt. Tôi đang sốt thế này. Cô về nhà mà chăm nó đi. Ở nhà mỗi cái việc chăm con thôi mà, không làm được. Mặc đồ ăn hại, có thích sự. Em... Anh Kiên, ai đây? Người quên ở quê à? À, không phải đâu. Đây là em gái của anh, em họ ấy mà. Đây là... Con bị ốm, không có tiền nên là phải lên đây vay anh. Anh cứ phải cẩn thận đấy. Bây giờ những thành phần như thế này nhiều lắm. Tốt vừa phải thôi, không khéo lại trở thành cái máy ATM của những kẻ mang danh họ hàng này. Anh biết rồi. Thôi, ta vào đây. Về đi, đứng đây ạ. Sao đi, tôi đi làm về mặt cô cứ sưng sưng xỉa xỉa lên thế hả? À, tôi đi làm chưa đủ mệt à? Phải bắt tôi phải nhìn cái bộ mặt này của cô nữa. Thiên đòn à? Anh muốn tôi nói cái gì nữa? Tôi là vợ của anh, mà anh nói tôi là em họ của anh. Tôi đến xin tiền để đóng viện phí cho con mà anh coi tôi như là con ô xin đấy à? Thế cô nghĩ xem, cô ăn mặc như con đồng nát để bắt tôi phải nhận cô làm vợ à? Để thiên hạ người ta cười mặt tôi chắc. Ăn gì ngu thế? Gì đấy? Váy mới à? Này, cô lấy đâu ra đấy? À, thì ra sáng nay là cô đến công ty của tôi. Cô nói dối tôi là đóng viện phí cho con để cô đi mua váy mới chứ gì, đúng không? Anh đang nghĩ cái gì đấy? Anh hồ đồ cũng phải vừa vừa thôi. Tôi không phải loại người như thế nhá. Thế cô lấy cái váy này đâu ra? Cái váy này tôi được tặng. Tặng á? Có người tặng cho cô á? À, thì ra cô ở nhà. Trong lúc tôi đi làm vất vả bên ngoài thì cô ở nhà cô tòm tem với Giai. Giai tặng cho cô đúng không? Cô cắm sừng tôi đúng không? Tôi đã nói rồi, tôi không phải là loại người như thế. Giả bộ này, ngày váy này, váy này à. Bây giờ nhá, tôi cấm cô không được mặc bất kỳ một cái váy nào ra ngoài đường, nghe chưa? Không được gặp bất kỳ một thằng đàn ông nào trừ bố tôi và tôi ra nhá. Cô mà đi chơi với thằng nào ngoài đừng có trách tôi đấy. Tôi nói cho anh biết, anh không cho tôi ăn mặc đoàn hoàng tử tế, ra ngoài anh nói tôi làm xấu mặt anh. Thế bây giờ anh muốn tôi phải sống như thế nào với vợ lòng anh đây? Đối với tôi ấy, cô chỉ là một con ô xin ấy, thấp kém thôi nghe chưa? Ở nhà biết thân biết phận nhá. Con này. Sao? Sao mặt con lại toàn những cái vết thâm tím thế kia? À, con làm sao đấy? À, không, con không sao đâu ạ. Con sơ ý bị ngã rồi ạ. À, đổ uống nước ạ. Bị ngã mà lại nhiều vết thâm tím thế kìa.
chết thật. Ờ thôi để đấy cho bố, để bố ra bố rửa cái mặt đã. Dạ vâng ạ. Bố uống nước. Con nói thật đi, có phải thằng Kiên nó đánh con không? Không, không có đâu bố ạ. Anh Kiên đối xử với con tốt lắm ạ. Tốt lắm hả? Dạ vâng, để bây giờ con gọi cho anh Kiên về nhà ăn cơm nhá. Thôi 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 con ơi, thôi thôi thôi, bố chỉ qua chơi thôi chứ không phải nấu cơm đâu. Bố nhắc con thế này này, tuy là ở nhà thế nhưng mà con cũng phải mua sắm lấy một vài bộ quần áo đẹp đẹp mà mặc, chứ đừng xoàng xĩnh quá, rõ chưa? Dạ. Mà nhớ là thỉnh thoảng cũng phải sinh hoạt một vài câu lạc bộ cho nó vui vẻ tinh thần. Thời buổi này ấy, là thời buổi tân tiến rồi, bố mẹ lại cũng không cổ hủ là cậu nữa. Thế nên là con phải nhớ này, mình là đàn bà con gái, đi đâu cũng phải đẹp, ở nhà cũng phải đẹp, thế thì mới giữ được chồng, rõ chưa? Đấy, chi tiêu thì cũng không cần phải kham khổ tiết kiệm quá làm gì, rõ chưa? Dạ vâng ạ. Nhưng mà tiền ấy thì bảo thằng Kiên nó đưa, con là vợ thì con phải tay hòm chìa khóa quản lý lấy kinh tế để chồng mình nó mang về, con nhớ chưa? Dạ vâng. Thế thôi, bây giờ bố đi đây. Mà bố nhắc này, nếu mà thằng Kiên ấy nó đối xử bạc đãi với con ấy, là phải bảo cho bố mẹ biết, rồi bố mẹ còn có cái cách giải quyết, rõ chưa? Dạ vâng ạ, con cảm ơn bố ạ. Ừ, thôi bố đi đây. Mày. Này, cái ông kia, ông có biết đây là ai không mà chỉ tay chỉ chân rồi nói anh kia như thế? Này, tôi hỏi nhá, cô là ai mà lại dám tình tự với cái thằng này như thế? Tôi hỏi lại ông nhá, tại sao tôi lại phải trả lời ông? À, đây lại là người thân cũ dưới quê của anh chứ gì? Lên vay tiền đúng không? Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, tốt bụng quá để làm gì? Bây giờ mang vạ đây này. Còn... sao đấy? Anh không dám đuổi gì? Để em. Hôm nay em sẽ giải quyết dứt điểm với cái trường hợp này rồi. Ok ạ. Cô định đuổi ai? À? Cô mà không tránh sang một bên nhá, thì cô đừng có trách tôi là ác. Dạ. Còn thằng kia, tao nuôi mày ăn học khôn lớn, lo công ăn việc làm cho mày tử tế, để rồi mày trai gái cái được à, mày về phụ bạc vợ con mày như thế à? Thế có được không? Ông ạ. Giới thiệu với cô, tôi là bố đẻ của thằng này. Thế cô có điều gì muốn hỏi tôi nữa không? Bác ơi, cháu xin lỗi bác ạ, vừa nãy cháu không biết, cháu xin lỗi ạ. Thôi, cô không phải xin lỗi. Ôi, trông cô thì cũng xinh đẹp đấy, sao lại có những cái hành vi mà nó lại thiếu tự trọng thế hả cô? Còn thằng kia, mày đứng đấy à? Mày về nhà ngay, tao có chuyện muốn nói với mày. Về luôn. Ok à, tôi khuyên cô nhé, khôn hồn ấy thì tránh xa thằng con trai tôi ra, rõ chưa? Làm cái thân đàn bà phụ nữ tự dính mình vào những cái nơi không danh không phận như thế thì còn ra cái gì? Nhục nhã lắm. Đi vào đây, ngồi xuống đây, ngồi xuống. Tao nói cho mày biết nhá,
về đến nhà rồi. À, tao xem mày còn dở cái trò gì nữa. Con dâu đâu rồi? Ngồi xuống đây con. Ngồi xuống đây. Đây. Trước mặt vợ anh. Anh nói đi. Anh trả lời tôi đi. Tôi tuyên bố nhá. Anh với cái con bé kia mà không chấm dứt nhá. Thì hôm nay anh đừng nhìn mặt tôi. Mở mồm ra mà xin lỗi vợ đi. Có chuyện gì đấy ạ? Sao lại thế hả bố? Bố biết là lâu nay con rất khổ sở vì cái thằng này. Hôm nay bố sẽ lấy lại công bằng cho con. Nó nợ con những gì, hôm nay phải giải quyết cho bằng hết. Bố, ra chuyện gia đình con bố xen vào làm gì ạ? Rồi ơi. Gia đình của anh nhưng mà tôi cứ thích xen vào đấy. Thế tôi hỏi anh nhá. Thế cái vết thâm tím trên mặt vợ anh là thế nào? À, trả lời đi. Đây, còn cái váy này nữa. Ai là người cắt cái váy này? À, trả lời đi. Tao nói cho mày biết nhé. Mày lấy con nhà người ta về để làm vợ, đẻ con đẻ cái ra, thế mà đến mức con mày bị ốm, vợ mày không có một xu nào để mua thuốc, thế là thế nào? Cô được lắm. Cô dám lôi cả bố mẹ tôi vào chuyện này để bênh cô à? Sao cô cũng nói với bố tôi là cô đã tòm tay trai gái ở ngoài đi, để tôi bắt được đi, chối đi. Hả? Bố ơi, con không như vậy đâu ạ. Không như vậy à? Không như vậy thằng nào tặng cho con cái váy này hả? Nói. Cái gì? Là cái váy này á? Ui giời ơi, cái váy này là mẹ anh đi du lịch mua để tặng cho nó, anh rõ chưa? Tôi đem lên đưa cho nó cái hôm vào thăm thằng cu nằm ở trong bệnh viện, anh biết chưa? Hôm ý em chưa kịp giải thích cho anh đã lấy kéo cắt váy của em rồi. Anh lại còn bảo em đi tòm tem trai gái ở bên ngoài nữa. Ui giời, đẹp mặt nhè. Anh đi ra ngoài anh trai gái cái được à? Anh ngoại tình, thế mà về nhà thì anh lại bắt vợ anh chung thủy à? Như thế thì anh cũng còn đáng mặt thằng đàn ông nữa không? Bố, ngoại tình là sao ạ? Chính mắt bố nhìn thấy, bắt quả tang ở tại công ty, bố mới lôi cổ nó về đây. Anh, tại sao anh đối xử với em như thế? Anh không bao giờ nghĩ cho con của mình à? Thôi, tôi tuyên bố, kể từ nay anh không phải là con tôi nữa. Bố, vợ con anh tôi sẽ đón đưa về quê chăm sóc nuôi dưỡng, thế thôi. Còn nữa, tôi là bạn thân của chủ tịch công ty anh, tôi sẽ nói với ông ấy đuổi cổ anh ra khỏi đó. Bố ơi, bố làm thế thì giết con đi ạ. Ôi giời, sắp tới có được bổ như là giám đốc rồi, bố làm thế thì chết con mất chứ ạ. Ui à, giám đốc gì cái ngưỡng anh hả? Cái loại người mà ăn ở bạc bẽo hai lòng như anh ấy, người ta giao cho anh cái chức giám đốc để vài ngày anh phá nát công ty người ta hả? Với cái loại người bạc bẽo như anh ấy thì đừng có dính vào ai cho nó đỡ phiền nhá. Thôi bố ơi, con xin bố đấy, bố cho con một cơ hội đi bố. Con hứa là con sẽ chia tay với cô ta, con sẽ không ngoại tình nữa, con sẽ toàn tâm toàn ý để con ở nhà con chăm sóc vợ con sẽ hiếu thảo với bố mẹ, được không bố ơi? À, bố tha thứ cho con bố nhá, bố đừng nói với cả sếp. Lúc mà anh đối xử độc ác với tôi, anh có nghĩ đến hậu quả được không? Nhưng mà anh xin em, anh lạy em đây. Em đừng cố chấp như thế nữa. Nói với bố anh một câu đi, anh xin em đấy. Một câu xin lỗi của anh là xong à? Đáng mặt thằng đàn ông nhỉ. Cái lúc anh hú hí chơi bời vui vẻ với gái ở bên ngoài ấy, thì anh có nhớ gì tới vợ tới con không? Giờ thì mới có một tí chuyện thì anh lại cầu cứu là vợ phải giúp đỡ mình. Anh không biết nhục à? Cô Nhung, con vào thu xếp quần áo, bố sẽ đón hai mẹ con về quê ở với bố mẹ. Đi con. Bây giờ con vào thu xếp quần áo thì bố con mình về quê. Con đi. Em út gì, anh ở lại mà hú hí với cái con lẳng lơ của anh nhá. Bố con tôi về quê. Ta đi thôi con. Bố con gì?